So I hope that everybody had a good lunch, and thank you to be here for this afternoon. So just one word to initiate this talk about thoracic pathologies. When you perform ultrasound, it is important to have an idea of the homogeneity of the thorax, the parenchyma. And don't hesitate to turn your probe to be sure that you have a continuity, a diaphragm continuity, as you can see here. Xin chào tất cả mọi người ha. Sau cái bữa trưa rất là ngon và chiều hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài là những cái hình ảnh của siêu âm và MRI về lồng ngực của thai nhi. Thì cái quan trọng khi mà khảo sát lồng ngực á, là mình sẽ xem cái phản âm khác biệt của cái lồng ngực và vùng bụng và cái sự phân biệt rất là rõ ràng của cái cơ hoành. So you will assess the homogeneity of the parenchyma. You'll put Doppler to see the homogeneity of the vascular pulmonary tree. Ở cái vùng ngực đó là mình sẽ thấy được cái hình ảnh mà cái mạch máu vùng ngực rất là rõ ràng. MRI will be very helpful in the screening of anomaly of the thorax because we can provide three plans very easily with the MRI. So it will be easier to locate the lesion and, for example, to talk with a surgeon, with a thoracic surgeon, it will be easier to show the lesion with MRI and to locate the lesion with MRI. MRI thì rất là hữu dụng trong cái việc đánh giá những cái bất thường của lồng ngực bởi vì tại vì mình có thể khảo sát được cả ba mặt cắt đồng thời là cái đậm độ của các mô ở trong cái lồng ngực á, thì rất là rõ ràng. Moreover, we can perform cine MRI where you can see the movements of the fetus and to have a very accurate assessment of the diaphragm as you see here on this movie. Chúng ta khảo sát trên cái chuỗi xung dynamic này thì mình thấy cái hoạt động của cái cơ hoành rõ ràng. There's many lesions regarding the thorax area. We have the malformation of the lung. You know all the small formation, congenital pulmonary airway malformation, bronchopulmonary sequestration, hybrid lesions, emphysema, blastoma, etc., etc. We have the effusion in the pleura. We have the anomalies of the diaphragm resumed by congenital diaphragmatic hernia. And we have other anomalies of the content of the thorax. But we talk moreover about those first points. Thì trong cái tổn thương của lồng ngực á, thì có thể phát hiện được nhiều bất thường. Ví dụ như của phổi thì những cái tổn thương bất thường của bẩm sinh của phổi, rồi những cái bất thường của đường dẫn khí, rồi của cái phổi biệt trí và những cái tổn thương dạng nang, cái khí phế thủng, những cái khối u và cái teo của cái phế quản, tắc nghẽn khí đạo cao. Về màng phổi thì có thể phát hiện được tràn dịch màng phổi. Về cơ hoành thì mình có thể phát hiện được thoát vị hoành bẩm sinh, vân vân và những cái tổn thương khác nữa. So the prognosis of all the lesions will due mainly due to the compressive process of those anomalies. And we know that when there is a thorax anomaly, there is an increasement of the pressure. It can press the esophagus and lead to polyhydramnios. It can press the vena cava and lead to hydrops. And it can press the lung and lead to hypoplasia.
Khi như phát hiện những cái tổn thương ở trong lồng ngực á, thì mình phải phân ra thành hai loại, cái loại là có chèn ép và không chèn ép. Thì những cái tổn thương của lồng ngực á, mà có cái chèn ép gây tăng áp lực á, thì của đối với cái thực quản á, thì nó sẽ gây nên cái đa ối đối với bất thường của tim và cái những cái tĩnh mạch, thì có thể dẫn đến phù thai, và đỡ phổi thì có thể do là thiểu sản phổi. The severity of the lesion will be related to the stage in where will occur the anomalies early in the pregnancy. In the embryonic stage, there will be severe anomaly like tracheal agenesis, pulmonary agenesis. Về cái bệnh học á, từ sự phát triển của những cái tổn thương ở trong lồng ngực á, thì nó có thể có nhiều giai đoạn xảy ra. Ví dụ như trong giai đoạn phôi thai á, thì có thể dẫn đến những cái tổn thương như bất sản phổi nè, bất sản khí phế quản nè, tổn thương của thanh quản và bất sản, hoặc là tổn thương tắc khí đạo cao. Rồi những cái tổn thương mà giả nang, những cái tổn thương dạng giả, những cái dạng giả tuyến á, thì ví dụ như là CPM mà, rồi phổi biệt trí, giãn của mạch lympho, hoặc là thiểu sản. After we have the second development, the glandular development, where will occur the main congenital malformation, and at the end of the pregnancy, it will be the development of the alveolar structure, which lead to hypoplasia, etc. Rồi ở cái giai đoạn mà trễ hơn thì nó có thể hình thành những cái tổn thương của phế nang, của túi phế nang và của cái đường phế quản dẫn khí. Ví dụ như nó có thể gây giãn phế quản hay là thiểu sản cái đường dẫn khí, vân vân. So sometimes there is an improvement of the size of the lesion before 30 weeks of gestation, and after it can decrease, the size of the lesion can decrease with the canalicular stage. Thì ở cái giai đoạn mà trước 28 tuần đến 36 tuần thì có thể dẫn đến những cái tổn thương như vậy. Concerning the different lesions, we have physiological continuum between an abnormal branching, an abnormal airway connection, and an abnormal vascular feeding, leading to all the different types of malformations. Thì giống như cái hình mà cô đang chỉ ở phía bên phải á, thì là cái hình thành tự nhiên là từ những cái phế nang, rồi túi phế nang, rồi tiểu phế quản vân vân, rồi thế phế quản. Thì cái phía bên này nó có bất thường của sự phân nhánh, là nó không có cái hình thành của cái từ phế nang, túi phế nang, mà nó hình thành chung do cái sự bất thường của cái nhánh động mạch nuôi lên trên nguyên một cái đám phế nang như vậy. Concerning the congenital pulmonary airway malformation, you know this classification. And what is important with the imaging is not to define what type of malformation is it, but just to describe correctly the lesion. Nếu như mà mình hình dung là mình không có phân ra những cái loại với những cái kích thước khác nhau, mà nó chỉ có một cái loại tổn thương duy nhất á, thì nó sẽ như thế nào? Here you have the correlation between the ultrasound aspect and the histological pattern, and you can see that what is the most reliable description which corresponds to the histology is the macrocystic form. Thì nó khác nhau về cái mặt mô học. Ví dụ như cái dạng mà những cái nang lớn á, thì nó
cái dạng cái nang lớn thì nó sẽ có những cái khối dạng nang về mặt mô học, nó cũng sẽ có dạng những cái nang lớn về mặt mô học. Còn cái dạng mà hỗn hợp thì nó vừa có những cái nang nhỏ và những cái nang lớn như cái hình ở chính giữa, và cái loại sau cùng là nó đồng nhất thì là những cái nang nhỏ, li ti là nhỏ đồng nhất. So just to start the description, we have the hyperechogenic lesion. You have this example of a very large hyperechogenic lesion. You can see that there is a heart shift. Cái dạng mà đồng nhất thì là nó là những cái microcyst, những cái nang cực nhỏ, và nó có dạng là echo dày đồng nhất. Và nhiều khi cái khối đó nó lớn và nó đẩy lệch cái tim sang một bên. And indeed it was a microcystic CPAM at the histology. Về mô học thì mình thấy là nó sẽ là những cái nang microcystic trên mô học mình thấy như vậy. Và cái hình ảnh của nó ở trên cái đại thể là như thế này. But it could be also a BPS, a bronchopulmonary sequestration. And regarding this BPS, you have the intralobar form and you have the extralobar form. But the common element is that there's always vessels who join the systemic circulation. Đối với cái phổi biệt trí thì người ta phân thành cái trong thùy và thể ngoài thùy. Cái thể trong thùy là nó nằm luôn trong nhu mô phổi và nó được dẫn lưu bạch huyết bởi cái hệ dẫn lưu mạch huyết của phổi. Và cái tổn thương có thể có những cái tổn thương dạng nang và nó sẽ luôn ổn định như vậy. Còn cái thể ngoài thùy thì nó nằm ở bên ngoài và cái dẫn lưu hệ bạch huyết là nó qua cái hệ thống tĩnh mạch azygote. So when you look this movie, you can see at the first glance that it's a hyperechoic lesion. It could be a little microcystic lesion, but when you put Doppler, you see that there's a little vessel who joins. A little vessel could join the aorta. So when you have this pattern, you could be quite sure that it is the BPS. Cái tổn thương khi mà mình làm trên siêu âm 2D, mình thấy một cái khối echo dày đồng nhất nằm ở cái phía dưới của cơ hoành đó, thì mình có thể nghĩ nó là một cái tổn thương mà dạng CPAM mà dạng microcystic. Nhưng khi mà mình sử dụng Doppler, mình thấy một cái mạch máu đi vào trong cái khối đó và cái động mạch đó xuất phát từ động mạch chủ, cho nên mình xác định đó chính là cái phổi biệt trí. So you have the other aspect. You see here an extralobar form because you can see that it's outside the thorax. Here another view of a BPS with the infeasement of the vessel in 3D mode. It could be useful to emphasize this vessel. Cái hình cô vừa mới chỉ đó là cái hình dựng lại trên 3D, thì mình thấy rõ cái mạch máu đi từ động mạch chủ đi vào trong cái khối mà mình đang nghi ngờ. Chính nhờ đó mà mình xác định đó chính là cái phổi biệt trí. Here you have the same lesion but visualized with MRI, and you see that the coronal plan confirms that you have a vessel joining the aorta, and it is more reliable to measure the lesion and to locate the lesion. Thì mình xác định lại cái điều này trên MRI, mình thấy được cái mạch máu đi từ động mạch chủ đi vào cái khối đó, và trên hình ảnh MRI thì mình xác định được cái kích thước của cái tổn thương được tốt hơn. Sometimes you can use fusion imaging. You know this imaging. It is the superimposition of the MRI view and the ultrasound acquisition. And with this fusion imaging, you can have some ideas about the Doppler, which confirm the fact that it is
a vessel that you see on MRI. Thì đôi khi mình cần phải có sự phối hợp giữa siêu âm và MRI, giống như cái hình phía bên trái thì cái hình mình thấy một cái mạch máu trên Doppler, và mình xác nhận lại cái điều đó trên MRI, mình cũng thấy một cái mạch máu xuất phát từ động mạch chủ đi vào trong cái tổn thương. Just those examples of BPS prenatally diagnosed with these vessels, and you can see that with CT, postnatal CT and postnatal MRI, the vessel is definitely larger than prenatally supposed with this reconstruction. So all the malformation prenatally examined, diagnosed, will be checked in postnatally imaging. Thì cái hình phía bên trái, hình đầu tiên là cái hình chẩn đoán trước sinh, thì mình thấy là một cái tổn thương có cái mạch máu đi ra như vậy, và mình xác nhận được bằng cái hình CT và cái hình MRI sau sinh thì thấy rõ ràng một cái mạch máu đi từ động mạch chủ đi vào tổn thương, và cái hình cuối cùng là cái hình 3D dựng lại cũng thấy rất là rõ cái hình mạch máu đi vào tổn thương. Và lúc nào luôn luôn mình cũng nên có một cái sự xác nhận lại của giữa cái trước sinh và cái sau sinh. But hyperechoic lesion could be bronchial atresia, and you can see here an example of hyperechoic lesion with the presence of bronchial atresia. We had the diagnosis postnatally. It was not antenatally done because you just have a hyperechoic lesion. Đây là cái tổn thương của teo, cái khí phế quản. Mình thấy một cái vùng echo dày ở trong nhu mô phổi. Và cái vùng echo kém đi từ trong cái gốc phế quản đi ra. So you have other example of postnatal CT which confirms the diagnosis, and here another example of bronchial atresia where you see that the lesion was just hyperechoic and the diagnosis was realized after birth. Đây là cái hình ảnh MRI trước sinh, và cái confirm lại bằng cái CT sau sinh thì khẳng định cái chẩn đoán là một cái teo phế quản. What I want to say is the challenge is not to do the good diagnosis before birth. It is to describe the lesion and to assess the compressive process on the mediastina, on the diaphragm, and all the structure of the thorax. Thì đây là cái chẩn đoán teo phế quản bẩm sinh, nó là một cái thách đố trước khi sinh, và cái việc chẩn đoán cần phải luôn luôn phải khẳng định lại và sau khi sinh. Just to notice the most severe congenital pulmonary malformation, it is chaos. It is due to a tracheal atresia, so the prognosis is very bad. Còn đây là cái tổn thương tắc khí đạo cao, mình thấy một cái phổi có echo dày và tăng kích thước ở trên siêu âm. The second type of ultrasound lesion that we can encounter is the cystic lesion. The cystic lesion can be due, most of the cases, to a CPAM type 1, large cyst. Những cái tổn thương dạng nang thì người ta sẽ phân thành những cái type từ 1, từ 0 đến 4, và cái type 1 với những cái nang lớn từ 3 đến 10 là thường gặp nhất. Here an example, you see the heart shift. You see all those structures, cystic, macrocystic lesions into the parenchyma. Just be aware that the principal, the main differential diagnosis, it is the congenital diaphragmatic hernia, when you can confuse those cysts with bowels. So when you have this type of lesion, just think that it could be a CDH. Thì đây là cái tổn thương dạng đa nang gây đẩy lệch cái tim sang một bên, và cái tổn thương này có dạng đa nang và chiếm trọn một bên cái phổi, có dạng echo dày và những cái nang nhỏ echo trống ở bên trong.
Another example of macrocystic lesion. Một cái ví dụ khác về về cái nang mà đa nang lớn ở trong phổi. Once again, you can provide and perform MRI to locate properly the location of the lesion. As you can see here, you can define what the what kind of lobe will be involved by this lesion. Cái hình ảnh trên MRI thì chúng ta có thể thấy rõ cái tổn thương và mình focus được vào những cái nang, những cái vùng tổn thương nằm ở cái vị trí nào ở trong cái khối đó. Here you have an example of macrocystic malformation with the postnatal CT, and just to know that the main problem for this lesion is the infection. So this lesion will be removed related to the infectious events that will occur in the child. Thì đây là một cái tổn thương dạng đa nang nằm ở trong cái nhu mô phổi và được xác định bằng cái CT sau sinh như cái hình ở bên phải. Thì những cái tổn thương dạng đa nang này á, thì cái nguy cơ lớn nhất của bé sau sinh đó là nó sẽ bị nhiễm trùng và do đó nó cần phải được cắt bỏ đi. Another cystic lesion that can occur is the bronchogenic cyst. Cái tổn thương kế tiếp mình học là những cái nang phế quản. And you have to think about that when you have a single lesion proximal to the mediastina. Thì nó thường là có dạng đơn độc, thường là một nang thôi và nằm cạnh bên cái chỗ chia đôi cái cửa của cái phế quản, cái khí quản. And as it obstructs the airway, it can lead to hyperechoic lesion. Nó có thể gây tắc nghẽn của cái phế quản ở đoạn phía dưới của nó nằm, vị trí nó nằm, và nó gây giãn cái phế quản ở cái đoạn xa đó. Here you have the imaging in MRI. It would be it was easier to locate exactly where was the cyst. Trên MRI chúng ta có thể định vị được cái khối đó nằm ở ở cái vị trí gần ở phía trên của cái phổi. And it confirmed that it was in the mediastina, like usually in a bronchogenic cyst. Và ở cái mặt cắt khác thì mình có thể xác nhận là nó nằm ở cạnh cái carina. Here another example, you can see this hyperechoic lesion with a cyst. Here in fetal MRI and here in postnatal CT and postnatal MRI. Ở đây là một cái hình ảnh một cái khối echo dày trong phổi với cái nang ở bên trong. Thì trên MRI mình thấy rõ đó là cái nang phế quản và được xác nhận lại sau sinh bằng cái CT sau sinh. You have other examples here. And you can see that there is an asymmetry of the thorax due to the obstruction by this bronchogenic cyst. Đây cũng là một cái ví dụ khác về cái nang phế quản và thông thường nó sẽ gây tắc nghẽn cái phế quản mà cạnh nó nằm. What we have to know is sometimes it can mimic bronchogenic cyst, but at the end of the pregnancy, it completely disappeared because it was a vanishing, it is called vanishing lesion. It was just a transient obstruction. There was no real lesion. So this aspect disappeared completely after birth. Thì cái tổn thương này cũng nhận diện nó là một cái khối dạng nang ở bên một thùy của phổi. Nhưng mà sau đó ở cuối thai kỳ thì lại không thấy đâu nữa, và một cái CT xác nhận sau sinh đó là nó cũng biến mất luôn trên cái CT sau sinh. Another example of vanishing lesions. Here another cystic lesions, and you can see that it is parallel to the esophagus. Đây là một cái tổn thương dạng nang mà mình thấy nó song song với lại cái thực quản.
just close to the spine here. Rất là gần với cái cột sống ở đây. So the diagnosis is here is an esophageal duplication, but it could be a neuroenteric cyst. Nên nghi ngờ rằng là xác nhận rằng là nó là một cái thực quản đôi, nang thực quản đôi. Because it is posterior, and when you have this suspicion, you have to check the bones, the vertebra, to be sure that there's no anomalies on the vertebra. Ở đây mình thấy một cái cấu trúc dạng nang nằm cạnh cột sống và mình phải check lại cái cột sống coi nó có bất thường hay không, nó có thể nó là một cái nang thần kinh ruột. So there's no real postnatal complications unless neonatal respiratory distress or infection. Những cái bất thường của trong phổi á thì nó sẽ có tổn thương, có thể gây ra những cái biến chứng sau sinh. Ví dụ như là gây suy hô hấp cho trẻ trong giai đoạn chu sinh, nhiễm trùng hoặc là những cái khối u ác tính. To precise the prognosis, we have this index, it's called CVR, and it is the index which is the ratio between the size of the pulmonary malformation and the head circumference related to the fetal head circumference. Để mà tiên lượng cho những cái cấu trúc mà nó chiếm ở trong phổi á, thì mình có cái chỉ số là CVR. Mình sẽ đo những cái ở hai mặt cắt ngang và mặt cắt dọc để mình lấy những cái số đo đó và mình cho vào công thức. Mình tính ra được cái chỉ số CVR. You can find this software, this calculate in internet. You just tap CVR and you can have this calculation. Cái công thức này các bạn có sau khi tính, sau khi mình đo các kích thước, mình có thể bỏ vô cái công thức mà mình nó có sẵn ở trên internet đó, rồi nó tính ra cho mình cái chỉ số CVR. Pleural effusion, it is quite frequent. What we have to know that it could be isolated or associated with other effusion. It is the first thing that we have to check when you encounter pleural effusion. Thì cái tràn dịch màng phổi nó có thể là đơn độc hoặc nó có thể liên quan đến một số cái vấn đề khác mà mình luôn luôn phải xác định cái điều đó. If it is isolated, most of the cases are calothorax. Cái tràn dịch màng phổi đơn độc nó rất hay thường liên quan đến tràn dịch do dưỡng chất. And sometimes it is associated with other effusion, ascites, etc. And we have to be aware of the possibility to have a high drops with it, a bad diagnosis compared to isolated effusion, which is quite has a overall good prognosis. Thì cái mình phải phân định nó là tràn dịch màng phổi đơn độc hay là nó nằm trong một chuỗi các cái vấn đề của một cái phù thai. Ví dụ như trong phù thai á, thì nó sẽ có phù da, nó có sẽ phù bánh nhau, nó có thể tràn dịch đa màng vân vân, thì nó có thể gây ra là do nó cũng có thể là nguyên nhân mà cũng có thể là hậu quả của cái việc tràn dịch màng phổi. Trong khi một cái tràn dịch màng phổi đơn độc á, thì thông thường là do tràn dịch nhưỡng chấp, hoặc là mình phải đô chú ý đến cái nguy cơ của hội chứng đau vân vân, và cái tiên lượng của nó thì là đa số là rất là tốt. Just we'll go through rapidly about the etiology of high drops, but we know that we have to look for infection, anemia, genetic cause and other malformation. Những cái nguyên nhân của tràn dịch màng phổi mà nằm trong cái có liên quan đến những vấn đề khác thì có liên quan đến là nhiễm trùng, thiếu máu, những cái yếu tố về gen hoặc là bất thường tim hoặc bất thường của lồng ngực hoặc là những cái vấn đề khác. So the second part of this talk is focused on congenital diaphragmatic hernia, which is very important to image correctly prenatally in order to provide the most reliable prognosis. Chuyển sang cái thoát vị hoành bẩm sinh. So the first thing is to be sure that the this CDH is
right or left. Mình luôn luôn phải xác định rằng là đó là thoát vị hoành bên phải hay là bên trái. The second question is to know if it is this hernia is isolated or not. Nó là một cái thoát vị hoành, chỉ có thoát vị hoành thôi hay là nó có liên quan đến cái gì khác nữa? The most frequent CDH is the left one, and here you have an anatomical view of the ascension of the abdominal content with here the half of the liver in the thorax. Thì đa số các trường hợp thoát vị hoành 80-90% là nằm ở phía bên trái. Here you have this movie which shows the content of the hernia into the thorax with the important deviation of the heart, as you can see here, and the remaining normal pulmonary parenchyma. Cái video vừa rồi á, là một cái thoát vị hoành bên trái, một cái thoát vị hoành với cái tổn thương những cái cơ quan ở dưới nó chạy lên trên á, và nó gây chèn ép cái phần nhu mô ở trong lồng ngực. So when you see some anechoic lesion or kind of cystic lesion in the thorax, the first things to do is to check the position of the stomach. Cái những cái tổn thương mà còn mình thấy nó có dạng giống như dạng nang, dạng nước á, trên cái lồng ngực á, và mình phải luôn luôn check coi là cái stomach ở đâu, cái dạ dày nó ở đâu. So don't hesitate to turn your probe to have the sagittal view, to have an overall view of the diaphragm, and to see if the diaphragm is serrated or not. Thì ở cái mặt cắt ở phía hình bên trái là một cái tổn thương, là cái hình ảnh bình thường thì cái dạ dày luôn luôn nằm dưới cơ hoành, trong khi cái hình ảnh bất thường á là cái cơ hoành nó bị đẩy lên cao và cái cấu trúc dạ dày nó cũng đi lên trên cao. Here you can see the different acquisition that you can have in normal fetus and in CDH fetus, and you can see that the thing that have to be remarkable is the absence of the stomach, and when you turn the probe you see that the stomach is in the thorax here, so elevated. Cái hình chính giữa đầu tiên là hình ảnh của một cái tim ở vị trí bình thường trong lồng ngực. Thì cái hình phía bên phải á, là không thấy cái hình ảnh bình thường đó nữa. Và cái hình giữa ở cái hàng thứ hai á, là hình ảnh bình thường của dạ dày nằm trong ổ bụng. Thì cái hình phía bên tay phải là của một trường hợp thoát vị hoành. Mình không thấy cái hình ảnh dạ dày bình thường nằm trong bụng nữa. Và cái hàng thứ ba á, là... Cũng thể hiện cái điều đó là ở dưới cái cơ hoành mình không có thấy hình ảnh của cái dạ dày nữa, mà qua bên cái hình bên tay phải cuối cùng á là cái dạ dày nó đã lên trên lồng ngực nó nằm rồi. Other example of serrated stomach. Here. Here. Here you have the example of deviation of the heart with the normal parenchyma here, and here the content of the hernia in the thorax. Đây là một cái thoát vị hoành bên phải với cái tim đã bị đẩy lệch, và ở phía bên bên trái của cái tim đó là cái phần nhu mô phổi còn bình thường. Don't hesitate to put Doppler to emphasize the position of the heart. Đây là hình ảnh Doppler của mình, thấy được cái hình ảnh của cái tim thai. The other kind of CDH that you can see, it is right-sided hernia. It is more rare, but you have to think about it. When you have like a mass into the thorax, it is the liver who is related into the thorax in the right CDH. Đây là cái hình ảnh của thoát vị hoành bên phải với So you have to think about other anomalies.
So you will do a genetic exploration which can worsen the prognosis. And the only step that you have to do is to precise the prognosis. Xin lỗi là hồi nãy Lan dịch sót một chút xíu là cái thoát vị hoành bên phải á, thì nó chiếm cái tần suất thấp hơn so với thoát vị hoành bên trái, và cái tạng mà nó thoát vị lên trên á, thường là có chứa cái phần nó có thể có chứa cái phần nhu mô gan. Và để mà tiên lượng cho cái thoát vị hoành thì người ta có thể tiên lượng dựa trên những cái hình ảnh trên siêu âm và trên MRI. Trên siêu âm thì người ta sẽ dùng cái chỉ số lung to head ratio và cái observed to expect LHR, có nghĩa là cái tỷ số LHR mà dựa trên cái khảo sát được, trên cái mà mong đợi. Còn trên MRI á, thì người ta có thể dùng cái chỉ số là liver to thoracic volume ratio, có nghĩa là cái tỷ số gan trên lồng ngực. Cũng có thêm một cái nữa là TFLV, có nghĩa là cũng cái chỉ số gan trên lồng ngực đó, cái tỷ số là thể tích phổi mà khảo sát được chia cho cái thể tích phổi mà mình mong đợi của thai nhi. So you have an example, the illustration on how to calculate this LHR. You have to provide a four-chamber view and to measure the contralateral lung, which is the normal one, related to the head circumference. Thì để đo được cái LHR, mình cắt cái mặt cắt bốn buồng tim. Thì ở cái mặt cắt đó thì mình sẽ đo cái phần nhu mô phổi lành, cái phần nhu mô phổi còn lại á, mình sẽ đo hai mình sẽ đo cái kích thước của cái khối đó và mình tính cái tỷ số phổi đó trên cái chu vi đầu của thai nhi để ra được cái chỉ số LHR. So you see on this diaphragm that the survival is correlated to the importance of the LHR. Thì cái chỉ số LHR này rất là quan trọng để đánh giá cái tiên lượng, cái dự hậu, cái tiên lượng của em bé sau sinh. Like you have the other prognosis is due to the position of the liver. If the liver is into the thorax, it would be worse than if it is in abdominal position. Thì cái vị trí của cái gan ở trong cái khối thoát vị đó có hay là không, có nghĩa là nếu nó up có nghĩa là nó đi lên trên lồng ngực, còn nó down là nó vẫn còn nằm ở dưới bụng á, thì cái việc có hay không cái gan á là rất là quan trọng, bởi vì khi mà có cái gan mà nó lên trên lồng ngực nó nằm á là tiên lượng rất là tệ. Another element which is of good prognosis is the presence of a sac, and I show you the image of a sac. I'm trying to speed up a little bit because I'm not on time. Here you have the image of the sac just surrounding the upper content of the hernia. And here there's no sac. You can see that the line is regular, is smooth, is due to the presence of a peritoneum sac. Thì cô đã chỉ cho mình là cái hình ảnh là một cái thoát vị hoành mà có túi và thoát vị hoành mà không có túi. Có nghĩa là mình thấy một cái bên cái hình phía bên tay phải, mình thấy một cái đường echo kém và nó rất là sắc nét. Và nó chính là cái phúc mạc bụng, màng phổi. Nó đi lên theo luôn cả cái đám cơ quan thoát vị. Nó đi lên theo luôn. Còn cái hình phía bên trái này là không có cái hình ảnh đó, không có cái hình, cái viền echo kém đó là không có túi. Còn cái bên phải là thoát vị hoành có túi. And this kind of CDDH is appearing more later in the pregnancy, which means that the prognosis is better for the fetus. Và nó có tiên lượng là tốt hơn so với là không có túi. And when you see the rate of the survival, you can see that it would be correlated with the normal remaining parenchyma in the hernia.
Đây là cái người ta sẽ đo cái vùng phổi lành, cái vùng phổi còn bình thường ở trong cái lồng ngực trong cái trường hợp thoát vị hoành. It is why MRI has main place in the evaluation of the CDR because it can measure properly all the volume of the remaining lung parenchyma. Thì trên MRI thứ nhất là mình nhìn thấy rõ cái tổn thương phổi lành còn lại, thứ hai là nó có nhiều mặt cắt, cho nên mình sẽ đo được cái thể tích phổi lành còn lại để mà mình tiên là một cái yếu tố tiên lượng cho cái trường hợp thoát vị hoành. So you measure all the lesions into the three plans and you will provide a complete volume which is more reliable to have the prognosis. Thì mình trên MRI mình cũng có thể có dựng lại được ba cái mặt cắt, do đó mình có thể đo được cái thể tích phổi còn lại đó rất là chính xác. So we'll provide an observed volume to expected volume, and with this ratio, you see that the survival arise increase with the increasement of this index. Thì cái hình bên tay phải á, là cái thể tích mà mình khảo sát được. Đó, còn cái hình bên xin lỗi, cái hình bên tay phải á, là cái thể tích phổi khảo sát chia cho cái thể tích phổi mà mong đợi trong trường hợp mà cái gan nó đi lên trên cái lồng ngực luôn. Còn ngược lại, còn cái hình bên phải là trong trường hợp mà không có cái gan trong cái khối thoát vị, thì mình thấy cái tỷ lệ mà trên MRI, cái MFLV trên MRI thì những cái cột ở phía bên tay phải bao giờ nó cũng tốt hơn cái phía bên tay trái. Once again, the position of the liver will be of importance to locate, to moderate the prognosis. Này, cái hình ảnh của cái gan nó đi lên. So, just to finish, regarding those different malformations, concerning the congenital lung malformation, just describe the lesion, just evaluate the compression on the different structures, but don't suppose any diagnosis, only if you see a vessel. In this case, you could be sure that it is a BPS, but in other cases, it is difficult to differentiate the diagnosis between CPAM, bronchogenic cyst, etc. Concerning the pleural effusion, just see if it is isolated or not. And considering the CDH, just see if the liver, if it is left or right, if the liver is in the thorax or not, and to calculate the expected, the observed volume versus the expected volume. Thank you for your attention. Right. Khi mà mình khảo sát cái lồng ngực, mình nhìn vào lồng ngực. Thì những cái tổn thương của phổi bẩm sinh đó là một cái nhóm gồm rất là nhiều loại, trong đó có cái CPAM và cái phổi biệt trí á, thì nó lúc để mà phân biệt thì mình nên chú ý vào cái động mạch mà nó đi vào trong cái khối để nó nuôi cái khối đó để mình có thể phân biệt được. Tuy nhiên có nhiều trường hợp thì cái chuyện đó vẫn là một cái thách thức mà chúng ta rất là khó để mà chẩn đoán phân biệt. Ngoài ra mình cần phải xem coi cái tổn thương ở trong phổi đó là đơn độc hay là nó có còn những cái gì khác nữa hay không. Và những cái tràn dịch màng phổi á, thì mình phải biết rằng là nó đơn độc hay là nó còn tổn thương, nó còn phối hợp với những cái chỗ khác nữa, ví dụ như là phù da hay gì đó vân vân hồi nãy cô có nói á. Tại vì những cái đơn độc thì nó có tiên lượng rất là tốt và có thể có liên quan đến cái trisomy 21. Còn thoát vị hoành bẩm sinh á, thì mình phải luôn luôn đánh giá cái thể tích phổi còn lại và những cái yếu tố tiên lượng LHR gì đó để mà mình có thể tiên lượng và có cái chỉ định can thiệp như thế nào. Xin cảm ơn.